Ngài Xá Lợi Phất được nhắc đến rất nhiều trong kinh tạng. Liệu có thật Đức Thế Tôn nói rằng Ngài là trí tuệ đệ nhất không tư sư? Chẳng lẽ trí tuệ giải thoát của một vị A-la-hán có sự sai biệt hơn kém hay sao? Còn nếu trí tuệ đó không phải là trí tuệ xuất thế gian, trí tuệ giải thoát thì đâu có gì đáng để Thế Tôn ca ngợi thưa sư. Nó nằm ở trong nhiều bài kinh lắm, mà một trong số đó là Tăng Chi Bộ Kinh. Chị chờ thưa sư, phẩm người to thắng. Đây. Trong các đệ tử tỳ kheo đấy thì vị đại trí tuệ tối thắng là Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất. Đây là Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm người tối thắng. Thực tế thì Đức Thế Tôn nói ở trong nhiều dịp khác nhau chứ không phải là nói chung một lần, nhưng mà các ngài, cái tập kinh tạng đó các ngài gom lại và chúng ta có một cái phẩm như vậy. Cho nên sư có thể khẳng định là cái việc này là do Đức Thế Tôn nói, chính kim khẩu Đức Thế Tôn nói. Còn nếu như mà mình đọc kinh mình còn không tin nữa thì sư chịu thua. Đọc kinh mà còn không tin thì sư chịu thua, không còn gì để nói. Còn cái trí tuệ á, nó có sự sai biệt là sai biệt như thế này. Các vị A-la-hán các ngài hiểu Niết Bàn là như nhau, nhưng mà đó có những cái sự gọi là cái biểu hiện á, thì nó không có giống nhau. Ví dụ như khi Đức Thế Tôn nói về một pháp thì một vị A-la-hán thường á, vì đó có thể hiểu cái pháp đó đưa đến Niết Bàn hết rồi, hết rồi. Còn với Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài có thể hiểu cái câu đó của Đức Thế Tôn theo 84.000 cách khác nhau, và 84.000 cách đó đều dẫn đến một kết quả, đó là Niết Bàn. Ba sự khác biệt về trí tuệ. Hoặc á, là có những vị A-la-hán thường, các vị đó hiểu cái phương pháp tu tập đưa đến giải thoát giác ngộ, nhưng mà vị đó không có khả năng hướng dẫn cái người đệ tử cái cách tốt nhất để cho người đệ tử đó mau chóng đạt được cái sự giác ngộ. Đó là cái sự trình bày pháp. Có những cái mà vị đó hiểu nhưng mà vị đó rất là khó để mà tổ chức được ngôn ngữ để có thể nói làm sao để cho người khác cũng hiểu cái như cái mà vị đó hiểu. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài, cái việc Ngài trình bày giáo pháp không có ngăn ngại. Ngài trình bày cái vấn đề mà Ngài hiểu, dù nó thuộc cái phạm trù thực chứng thì Ngài cũng có thể Ngài truyền đạt lại, không có cái sự ngăn ngại. Thì đó thuộc về trí tuệ. Đấy. Cho nên cái trí tuệ nó biểu hiện ở nhiều cái, ở nhiều mặt. Thành ra về tất cả những cái biểu hiện của trí tuệ, Ngài sẽ là Phật là đệ nhất. Thì lấy ra một cái ví dụ như thế này nè. Hai đứa học sinh giỏi, nhưng mà một đứa đó thì nó có thể đi dạy thêm được, một đứa không đi dạy thêm được. Bởi vì một đứa nó có cái kỹ năng sư phạm, tức là nó có cách nó truyền đạt lại cái nó hiểu cho người khác cũng hiểu được như vậy. Nhưng mà cái đứa kia nó giỏi thì nó đúng là nó giỏi, nhưng nó không có khả năng truyền đạt cho người khác hiểu. Thì nó có phải nó thuộc về trí tuệ không? Nó thuộc về trí tuệ. Nhưng mà sự hiểu về cùng một vấn đề của hai đứa đó là như nhau. Cái sự hiểu cùng một vấn đề là như nhau, ý nghĩa là như nhau, nhưng mà cái cách diễn đạt nó ra thì có sự hơn kém. Thì sư tạm ví von như vậy để quý vị thấy là
cái biểu hiện về mặt trí tuệ của ngài Sa Lợi Phất á, nó rất là màu nhiệm, nó hơn xa tất cả những vị khác, cho nên Đức Thế Tôn mới nói là tối thắng là ngài Sa Lợi Phất. Hoặc là đó, khi mà ra biển, một cái đứa bé 7 tuổi nó múc một cái ly nước biển và nó nếm cái vị mặn của nước biển, nó biết cái vị mặn của nước biển, nó trải nghiệm được vị mặn của nước biển. Và một cái vị giáo sư tiến sĩ về biển, vị đó cũng cũng cái ly nước đó và vị đó nếm cái vị mặn của biển, thì rõ ràng cái sự trải nghiệm về vị mặn của biển ở hai con người đó là như nhau, giữa một đứa bé 7 tuổi và một vị giáo sư. Nhưng mà đó, từ cái vị mặn của biển đó nó đẻ ra rất là nhiều những vấn đề mà vị giáo sư đó có thể nói cả ngày không hết. Ví dụ như với cái vị mặn này là nó thuộc về cái vùng biển nào, vùng biển nước cạn hay vùng biển nước sâu, nó ô nhiễm hay nó không ô nhiễm, và nó có tất cả những cái vấn đề liên quan. Nhưng mà cái đứa bé 7 tuổi nó không có biết được nhiều tới như vậy. Tuy nhiên cái sự trải nghiệm về vị mặn của biển ở hai con người đó là như nhau. Đấy. Cho nên giữa ngài Xá Lợi Phất, đệ nhất trí tuệ, và các cái vị A-la-hán khác thì có sự chênh lệch.